rất là hay. Sáng hôm nay chúng ta được tụng cái bài kinh gọi là Ái Ngữ và Lắng Nghe. Ái ngữ tức là sử dụng cái ngôn từ nhẹ nhàng mà người kia có thể nghe và tiếp nhận được những cái điều ta muốn nói. Và có nhiều người trong chúng ta đã đánh mất cái khả năng sử dụng ái ngữ. Mỗi khi nói thì nói cái giọng rất là chua chát, nói cái giọng buộc tội, trách móc. Và vì vậy cho nên người kia dội không có thể nghe mình được nữa. Cha nói chuyện với con mà nếu sử dụng cái ngôn từ buộc tội, lên án, trách móc, chê trách thì con nó sẽ không có khả năng để nghe cha. Và cha có muốn dạy con cái điều gì nữa thì con cũng không tiếp nhận được. Cho nên người cha phải sử dụng, phải học hỏi sử dụng cái ngôn từ hòa ái để có thể trao truyền những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác, những cái kiến thức của mình cho con. Nếu không thì sự truyền thông giữa mình với con nó sẽ bị cắt đứt và hai cha con không có ai có hạnh phúc. Cha không có hạnh phúc mà con không có hạnh phúc là tại vì giữa hai cha con không có sự truyền thông. Và con tìm cách tránh cha và cha nói là con nó tẩy chay mình. Hồi nãy tôi có nói tới cái chức năng, cái công dụng của chánh niệm. Cái năng lượng của chánh niệm giúp cho chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại, có mặt bây giờ và ở đây. Và khi mà chúng ta có mặt bây giờ và ở đây thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, với những cái điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta đang có để chúng ta có thể nuôi dưỡng thân và tâm và chuyển hóa được những cái khó khăn. Nếu mà chúng ta không có nói được cái lời ái ngữ, nếu chúng ta không có khả năng lắng nghe được người kia, tại vì chúng ta có quá nhiều những cái đau buồn, có nhiều cái giận hờn, bực tức và bạo động ở trong tâm, cho nên khi nói ra ta không có thể sử dụng được cái ngôn từ hòa ái mà trong Đạo Phật gọi là ái ngữ. Và khi mà chúng ta nghe những cái lời buộc tội, lên án, chua chát thì những cái lời đó nó tưới tẩm những cái hạt giống bực bội trong ta và vì vậy cho nên ta không có khả năng lắng nghe người kia nữa. Và vì vậy cho nên ta đánh mất hai cái sự thực tập rất hay là thực tập ái ngữ và thực tập lắng nghe. Chúng ta cũng muốn lắng nghe lắm, nhưng mà cái người kia sử dụng cái ngôn từ rất là cay chua, rất là có tính cách buộc tội, lên án, trách móc. Cho nên khi mà nghe người đó thì những cái hạt giống của buồn phiền, giận hờn, trách móc trong ta bị tưới tẩm và vì vậy cho nên chỉ nổi vài phút sau là chúng ta không có khả năng tiếp tục nghe nữa và chúng ta phải cãi lại hoặc chúng ta bỏ đi. Và vì vậy cho nên khả năng lắng nghe và ái ngữ chúng ta không có đã đánh mất và chúng ta không có sử dụng được hai cái phương pháp hành trì đó. Và chánh niệm nó có cái khả năng giúp cho chúng ta ôm ấp và chuyển hóa được những cái giận hờn, những cái bực tức ở trong tâm. Và cuối cùng chuyển hóa những cái năng lượng của giận hờn và bực tức ở trong tâm để chúng ta có thể bắt đầu trở lại sử dụng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ. Hôm qua chúng ta đọc, hồi sáng hôm nay chúng ta đọc trong cái bài, chúng ta tụng trong cái bài ái ngữ lắng nghe những câu như thế này: từ vô lượng kiếp xa xưa chúng con đã gây lầm lỗi, đã tạo nhiều khổ đau, mỗi chúng con đều ôm đầy nội kết. Nội kết đây tức là sự giận hờn, sự buồn bực, sự trách móc, gọi là nội kết, tức là những cái khối nó kết lại ở trong bên trong gọi là nội kết. Tiếng Phạn là samyojana, những cái khối buồn khổ bực tức ở trong con người mình gọi là những cái nội kết. Kết là những cái khối, nội là bên trong, nó kết thành những cái khối bên trong, những cục giận, những cục hờn bực tức, nghĩa là nội kết.
Chúng con đã gây lầm lỗi, đã tạo nhiều khổ đau. Mỗi chúng con đều ôm đầy nội kết, có khi không nhìn được mặt nhau, không còn khả năng lắng nghe, không còn nói được với nhau những lời hòa ái. Sự truyền thông giữa chúng con đã trở nên khó khăn vì bao chướng ngại. Khổ đau không có đường giải tỏa, hiểu và thương càng ngày càng vắng mặt. Tình trạng nặng nề bế tắc làm tách liền mọi niềm vui. Đó là cái tình trạng của nhiều gia đình. Trong đó người cha không nói chuyện được với người con, người con không lắng nghe được người cha, người chồng không nói chuyện được với người vợ, và người vợ không có lắng nghe được người chồng. Và trong cái tình trạng đó, không có sự truyền thông, và khổ đau không có giải tỏa được. Và trong cái tình trạng gia đình như vậy thì đứa trẻ lớn lên nó không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên nó thường trốn tránh gia đình đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, và nó lâm vào tình trạng xì ke, ma túy và trác táng, ăn chơi, và tạo ra biết bao nhiêu những cái tệ đoan ở trong xã hội.